nâng ai video này sắp đam ở Prada mua chấm nón phong này để miền chợ đặc biệt của quán này nhưng quán khác thì ha sưu tham mà mình ngọt tràn chẳng ngọt tràn chẳng quay kết chữ tê nhưng phải còn đẹp thành chắc hôm nay giống cứ cùng sau ở quán lên phiên chợ về chẳng này quán đi dâm fan là từ đầm bay lên game đầm bay cái chân lấy quán chê nhôm đây mà đo mà quán quán đi quán đi thắp thơ này nhôm bên chat chờ đi chat tập năng tê không mà game đâu bây giờ là buông chân ghế mình chơi cho nó bà xuất đây ở mặt chế phẩm lệ thằng họ ba chụp nhóm tiền đó nhé chỉ muốn video thứ mấy hay video lên đấy nhóm mà lên chỉ muốn xíu long này các bạn thấy trong video này cứ nhóm ban chụp ở Prader mua giải quạt nè quạt lên gì ta quạt lên pin nè này hay quạt giấy bao quạt giấy nè chứ á hay mình nhé quạt lên chỉ muốn những midland âm Bruno hay mình nhé thì quạt lên chỉ muốn support tank mà support tank pin bà tâm bất tư lại chốt mua để nhóm tha nắng cứ nhóm còn là xua qua tha lấy nhóm ấm cứ bởi phim chẳng cứ bay cái mấy chư năng lên game ba nẹc nè đang ngay ba một hero ổm ấm thật sân nẹc nè phim chẳng hay ngọt chẳng cái chọp ấy chếp xe hero mít nâng tay mà đong mà dân ngọt chẳng cứ chọp ấy để xa hero mít vì em spell làm bay kích luôn ấy chứ hay dân bay kia chư chẳng nhưng bởi bán nóng ca rốt mình tên để cái thơ si cứ thơ si dân man tay mà đong nẹc nè ờ ta bất nhóm dễ nông nay nhóm cứ chọn cho ngày quát lên nhờ đi em rốt rốt mát tơ cầm sơ vay thêm phai chấn á của thay đang ở dưới trang phim kia thì chấn dân thoi thoi tơ ở ai mà mỗi cái xí tơ nên bây cũng mọi dân ngọt cho đàn tay hết liệt phàm thì đây chẳng tơ viết kịch luôn chấn tất á của thay nhóm mặt miền bà tô qua đây tê còn quản là chan xua qua tê ta ở khi dân của mọi ngọt chấn á nông nay bởi nhóm á của thay nhóm đang về nhóm lên offline nhưng mà sau mang chui qua tê chẳng á nhóm có thiên bà tô qua đây này khả năng nhóm tham phạm tha của mọi quan nó lên fit lên nhảy chân lên ngọt chở chân cái nhưng mà thu qua tăng ngọt chở về cái chi tê anh nhỏ miếng man chat cho ra tê ấy nhưng chat tập phần nắng nhưng chat tập phần mà ba video để nhưng mà hai nắng hay có thay nhóm nó dễ tràn chê nhóm thay nhóm dễ tràn này chân tại bên quan dễ chân nhưng mà miếng to mọi cái nhóm chat tập phần nắng tê nhưng mà miếng to mọi đây cho tê thì nhóm lên nhiều hơn nó ghé lên lên tỏi nha ấy nhưng gặp nam được opera đơ mui này mui chìm luôn này mình chỉ đặt bàn đằng này ok prap dương thế pro ok mình chơi dương thế chẳng ấy hưởng khai dương cua tại do từ tua nó vậy thì cái prap tua vậy thì cái dễ khai tới cái khoản này dễ phản ứng nông này cái chọn và kẻ dương thay của mọi dương lên phim lên nhanh chẳng lên phim tra pay chẳng nè ấy nhưng còn tôi nhưng vậy chẳng nhưng lên offline cái nhưng mà từ dương vậy thay và tua qua tra thế nhưng còn là vậy thì phản ứng thế chẳng ấy opera mui chìm luôn này mình chỉ đặt bàn đằng hay có nam được nam được Prada nâng tay mà đó Prada để quan lên Bruno nâng hay nâng kia quan nâng cô dùng cho dùng này chuẩn mạch để nhom dậy nâng nhỏ mi man chế thế nhom dậy được phần nâng tê hay bật sân nhìn lên game bật ăn là rõm đó là nâng tê cứ của bà lên nhá game play nít bật sân nhìn nhom mu ma chế nhom mu ma qua thế nhom to ba mình qua đó thì game nó cứ gạch nhẹ tê từ xa đây nhom mắt to ba nhom kết hai game nâng cứ bật nhom to ba luôn nít đơn cái trai nhá mà rồi chứ hay nhom có chị em carry thì mà ban trang không đáng tạm đã cho ban chẳng tự của nhưng mà cho sẽ thật hôm nay của những lấy xỉu lông ý ơi xỉu lông không có chốt thấp đây nè nghe bà xỉu lông chốt thấp mùi khai tình chứng nữa chẳng anh nhung cầm trong ơi chẳng cho ai đây nè nè ta bất tư mình tại đâu xỉu lông tôi nhung lẻ rồi cái đó không rén cứ nhung cầm rõ và co bằng hai tránh nè tôi xa tay dương mà nè dương lúc nè tại dương tê vì bị nè ăn tê tay nè là có đằng được chứ chăng đôi chia vạn vạn anh chẳng quạt đăng ấy tê chẳng ấy quạt quả chai cho đây là xa dương lúc nè chẳng ấy viết xong hai phòng hay còn dương đoàn kê nè nè bởi dương ngắt miên man lúc ngắt miên man bởi cây ấy không ghém nhưng khi em không lên hay nè xin cái tịch lúc nè cái tịch chát chê nè chân chát hai cái yêu tốt ghém nâng chai nhầy hay phụ quạt đăng ấy tê chẳng nhưng mà nó phụ quạt nó lên ghém chẳng ấy mà nhưng mà to ba bây giờ mình hướng ấy cái đời nhưng sức chất khám quá dần có chất thơm ấy ghém nè xin ghế nghe sẵn hai chân dương vậy kia nó phê đầy game chóp nhưng anh chạp kẹo qua thật lực cao cũng vậy chân cũng chơi phê cũng ưa phê cũng chơi vậy chê cái chơi ai chân và kia chơi con thua bán đằng nhưng mà tạp phê bùng lên ghế nhưng mà tư nhảy nhảy rồi sao nhưng khoai game tránh nhưng mà nó nhẹ lại qua đằng ấy và chân ấy
trong video này thì ខ្ញុំបាននិយាយច្រើននេះគ្រាន់ចង់ផ្ដាំអរ៉ាដឺមួយចំនួនដែលមានចរិតតែតឹងប៉ាដឺត្រូវដឹងថាពាក្យដែលគេជេរយើងពាក្យដែលគេបន្ទោសយើងស្ដីឲ្យយើងឬក៏ពាក្យដែលគេប្រាប់យើងវាខុសគ្នាវាដូចគ្នាទេហើយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យប៉ុណ្ណឹងអត់មានសមអីមកនិយាយជេរគេទេបងបានអ្នកដែលនិយាយឆ្លើយពាក្យច្រើនខ្ញុំជួបពាក្យច្រើនគាត់លេងជាធីមគាត់ពីរនាក់ឬក៏3នាក់ដឹងពីមិនខ្មិចឲ្យគាត់លេងពីរនាក់ហើយគាត់បើវាយខ្ញុំគាត់និយាយចេញមកមើងងាយយើងមើងងាយយើងជេរយើងឌីលយើងមកអឺខ្ញុំលេងមួយហ្គេមសៀឡុងហ្នឹងហើយខ្ញុំលេងហ្គេមក្រោយសៀឡុងទៀតហ្គេមហ្នឹងឈ្នះទៀតក៏ប៉ុន្តែជួបគ្នាគេលេង3នាក់នេះគេលេង3នាក់ម្ដងគាត់ណាខ្ញុំ Hero ហ្នឹងជេរខ្ញុំហ្មងបាទខ្ញុំ Hero សៀឡុងគាត់ជេរខ្ញុំបាត់អីបាទខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេគាត់លេងគ្នា3នាក់យោគាត់និយាយមកសាក្តោភីភីសៀឡុងធ្វើអីឯណាគាត់និយាយមកអញ្ចឹងមកនេះនេះហើយខ្ញុំអត់តមកដោយសារពេលខ្ញុំបានរិកតខ្ញុំបិទរិកតបាត់អីបើខ្ញុំរិកតខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូសៀឡុងហ្នឹងឲ្យនេះមើលទៀតតែខ្ញុំបិទរិកតបាត់ទៅដោយសារខ្ញុំរិកតហេរ៉ូហ្គេមប្លេនេះហើយខ្ញុំរៀនហ្គេមប្លេច្រើនខ្ញុំចូលរិកតច្រើនដោយសារវាក្តៅអាយផេតអញ្ចឹងអ្នកនេះក្តៅអញ្ចឹងយើងលេងប្រៅរិកតរាប់ម៉ោងទៅវាក្តៅប្រហែលលេងអ្នកនេះបាទហ្នឹងឯងអ្នកនេះហើយហ្គេមប្លេនេះគឺវាearly យើងចាញ់ទេប្រចាំមែនតើទៅ late game យើងរៀងខន់តិចដូចថាខ្ញុំនេះរៀងវាយបានអីអញ្ចឹងណាហើយ mid អីគាត់រៀងវាយបានវិញបាទដូចថាយើងជួយ carry គ្នាទៅវា game វាឈ្នះវិញទៀតអ្នកគ្នាបាទយើងស៊ីបាន21 kill វិញមកក្នុងនាទីទី12បាទ gameplay មួយនេះគឺ late game យើងមានត្រៀបវិញអ្នកគ្នាបាទហើយសម្រាប់អឹមក៏បានស៊ីបើស៊ីអីវិញទៅគឺរៀងធូរចិត្តតិចថា game នេះឈ្នះបាទហ្គេមចាញ់នឹងពីពួកគាត់ពីរនាក់នឹងល្អមិនខ្លះទេអ្នកគ្នាបាទតែហ្គេមប្លេនេះគឺវាឈ្នះផងដែរអ្នកគ្នាបាទគឺយើងបានMVP បាទ C10 ជាងគេអ្នកគ្នាគឺកប់សេរីមែនទេក្នុងហ្គេមប្លេនេះផងដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកណីដែរអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាដល់ពេលយើងជួបអ្នកគោយើងគួរលេងមិនខ្មិចដើម្បីឈ្នះជួបអ្នកដែលគាត់ប៉កែនិយាយរោលឿងជេរអញ្ចឹងយើងកុំតបតអ្នកគ្នាពេលនឹងកុំតបតសិនជាយឹមលេងផ្ដោតលើអារម្មណ៍លេងធ្វើឲ្យឈ្នះសិនប្រាប់ដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាជួបអ្នកកោដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកុំតមាត់កុំតអីគ្នាឲ្យគាត់ខ្លាំងទៅឲ្យគាត់ខ្លាំងតែពួកគាត់ទៅគាត់ចង់ជេរគាត់ចង់ថាយើងមិនឲ្យគាត់ថាសិនទៅជៀមលេឈ្នះសិនអ្នកគ្នាហើយយើងនិយាយពេលក្រោយហើយបើសិនអ្នកគ្នានំឆាតនំឆាតចុះឆាតឡើងគឺអត់មានពេលលេងទេអារម្មណ៍គឺបែកអស់ហើយតែពេលហ្នឹងគឺលេអត់កើតទេអញ្ចឹងហើយយើងខំមកសង្កត់ចិត្តខ្លះទៅអ្នកនេះពេលហ្នឹងសំខាន់យើងលេងសិនបាទដូចកន្លែងនេះវាយយកកប់ត្រីមែនទេអ្នកនេះគឺផុយល្អយេទៅឈូលេហ្គេមបាក់មួយសិឡុងគឺពិបាកដែរអ្នកនេះបាទជូតតែដែរមួយសិឡុងគឺបបាក់អ្វីណានេះមួយស្មើក៏មិនប្រកាសថាបានពីសិឡុងដែរបាទបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបានមេនីអាយនេះតែយកសាវ៉េគាត់បានបាទស្ទេតមែនទេអ្នកនេះទោះសារតែលូលីតាគាត់ចូលក្នុងផ្ទះបាត់ហើយគាត់នៅក្នុងផ្ទះវិញវាយគាត់ថាឯងមានជីវិត2ទៀតសំខាន់គាត់អត់មានជីវិត2ខ្ញុំវាយគាត់យកសាវ៉េបាត់ហើយអ្នកនេះស្ទេតមែនទេអ្នកនេះហ្គេមនេះអូខេអញ្ចឹងចប់ខ្ញុំក៏រត់ចូលផ្ទះទៅបាទទៅហ្គេមឈ្នះហើយបាទអរគុណច្រើនមែនទេអ្នកនេះដែលទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់បាទបើសិនជាអ្នកញៀនចូលចិត្តនៅវីដេអូហ្គេមផ្លេរបស់ខ្ញុំក៏ភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានជួយ subscribe អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ down and I'm gonna get it right then I'll fight like